Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Bình luận viên Quang Huy, sự trở lại của Hùng Dũng sẽ khiến bộ ba ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai có thể mất vị trí. Sự trở lại của Hùng Dũng khiến cho tính cạnh tranh ở hàng tiền vệ trở nên khốc liệt, mà bộ ba tiền vệ trung tâm của Hoàng Anh Gia Lai, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương hoàn toàn có thể trở thành kép phụ. Huấn luyện viên Park Hang-seo không chần chừ một giây phút nào để triệu tập lại Hùng Dũng ngay sau khi Hà Nội FC xác nhận anh đủ điều kiện thi đấu đỉnh cao. Từ nay đến trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 gặp Lào ngày 6 tháng 12, Hùng Dũng có một tuần để hòa nhịp trở lại cũng như sẵn sàng cạnh tranh với đồng đội để có được một suất đá chính. Hiện tại, khu vực trung tâm hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam đang có nhiều cái tên đảm bảo chất lượng. Ngoài ba cầu thủ để lại những dấu ấn nhất định từ vòng loại 3 World Cup 2022 gồm Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, ông Park còn có trong tay những quân bài khác như Minh Vương, Xuân Trường, Đức Huy, Lý Công Hoàng Anh. Giờ có thêm Hùng Dũng, ông Park phải có sự tính toán để chọn lọc ra những nhân tố xứng đáng nhất, qua xuyến trục xương sống của tuyển Việt Nam. Nhìn từ lực lượng ở hàng tiền vệ, có thể tạm phân thành hai nhóm. Thứ nhất là nhóm tiền vệ thiên về tấn công và hỗ trợ hàng tiền đạo. Trong số này, Quang Hải, Minh Vương là những cầu thủ có sở trường như thế. Tất nhiên, sự lựa chọn số 1 của ông Park sẽ là Quang Hải. Cầu thủ giữ được sự ổn định, khả năng đi bóng, xử lý bóng khéo léo, cũng như có những pha dứt điểm từ xa bất ngờ. Minh Vương đóng vai trò dự bị cho Quang Hải khi tuyển Việt Nam rơi vào tình huống bế tắc. Sự bùng nổ đến từ những pha xử lý đột biến của Minh Vương sẽ phát huy tác dụng. Vị trí hai tiền vệ trung tâm phức tạp hơn khi Hùng Dũng, Hoàng Đức, Xuân Trường, Đức Huy, Tuấn Anh đều có năng lực và điểm mạnh yếu của riêng mình. Trong đó, Đức Huy mạnh về phòng ngự tranh chấp một đấu một với đối phương. Hai cầu thủ Xuân Trường, Tuấn Anh thiên về tổ chức, cầm nhịp. Thêm vào đó, Tuấn Anh mạnh trong những tình huống xoay sở nhanh khi đối thủ chơi pressing với mật độ liên tục. Tuy nhiên, xét về sự toàn diện trong việc di chuyển trục dọc sân cũng như thu hồi bóng, điều tiết và gây sức ép lên đối thủ, Hùng Dũng và Hoàng Đức mạnh hơn. Cả Dũng và Đức đều giúp tuyển Việt Nam tạo được sự cân bằng hài hòa hơn giữa công và thủ. Theo nhận định của bình luận viên Vũ Quang Huy, sự trở lại của Hùng Dũng trở nên quý giá hơn bao giờ hết bởi đẳng cấp của anh đã được khẳng định ở tầm khu vực. Trong khi đó, sự xuất sắc của Hoàng Đức được thể hiện rõ nét trong những trận đã qua tại vòng loại 3 World Cup 2022. Vì thế, sự kết nối giữa Hùng Dũng, Hoàng Đức ở trung tâm hàng tiền vệ rất đáng chờ đợi. Nếu đây là nước cờ của thầy Park, Tuấn Anh khó lòng đảm bảo chỗ đứng trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Xuân Trường càng bị thu hẹp khả năng ra sân. Nên nhớ trong suốt vòng loại 3 World Cup 2022 vừa qua, Xuân Trường chưa bao giờ được đá chính. Tổng số phút Trường vào sân trong những trận đấu ở vòng loại 3 mới chỉ là 88 phút. Tính cạnh tranh ở tuyến giữa của tuyển Việt Nam khi có sự xuất hiện của Hùng Dũng thực sự khốc liệt. Cơ hội ra sân cho Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương là vẫn có. Nhưng nhiều khả năng họ rất khó được chọn làm kép chính nếu như Hùng Dũng đạt được phong độ đẳng cấp như năm 2019. Thầy Park nói gì khi Đỗ Hùng Dũng hội quân cùng tuyển Việt Nam? Tối ngày 27 tháng 11, Hùng Dũng hội quân cùng tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị tham dự AFF Suzuki Cup 2020 tại Singapore. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặp và có những lời động viên cậu học trò cưng của mình. Tiền vệ của Hà Nội FC di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến khách sạn Pullman Vũng Tàu đúng thời gian khi tuyển Việt Nam chuẩn bị ăn tối. Lúc này, đồng đội của anh trở về sau một ngày được xả trại. Trong trang phục đơn giản, Hùng Dũng bước vào khách sạn. Các nhân viên rất dễ nhận ra Hùng Dũng, dù muốn xin chụp hình chung nhưng cũng không thể khi tiền vệ này di chuyển khá nhanh. Rất nhiều đồng đội chào đón Hùng Dũng với sự vui vẻ trên khuôn mặt. Huấn luyện viên Park Hang-seo đương nhiên là người vui nhất bởi sau những ngày trông ngóng, cuối cùng thì cậu học trò cưng có thể tập trung cùng đội tuyển. Theo lời chia sẻ của người trong cuộc, thầy Park dành khá nhiều thời gian động viên cũng như gửi những lời thăm hỏi đến học trò. Nhà cầm quân người Hàn tin tưởng sự có mặt của Hùng Dũng tạo ra một luồng sinh khí mới ở tuyển quốc gia. Trong bối cảnh hiện tại, Dũng đáp ứng được mọi yêu cầu có thể ra sân thi đấu, đó là điều không thể vui hơn. Trong những năm qua, Dũng được xem là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Park. Đáng tiếc một chấn thương tại V-League đã khiến tiền vệ của Hà Nội phải nghỉ trong một thời gian dài. Cũng nói thêm, hồi tháng 1, VFF có văn bản triệu tập Hùng Dũng lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm. Tuy nhiên thời điểm đó, đội ngũ y tế của Hà Nội có những tư vấn gửi tới các đơn vị liên quan về việc vội vàng trở lại có thể ảnh hưởng quá trình điều trị cho tiền vệ của tuyển Việt Nam.
Các chuyên gia điều trị cho Hùng Dũng khuyến nghị cầu thủ này nên tiếp tục ở lại câu lạc bộ, hoàn thành giáo án đã được lên bởi trung tâm PVF và chuyên gia Kim Wang Che. Tôn trọng khuyến nghị này, VFF và ban huấn luyện tuyển Việt Nam để Hùng Dũng ở lại để có thêm thời gian phục hồi. Sau gần một tháng tập luyện cùng đội ngũ y tế ở đội bóng thủ đô, Hùng Dũng cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc sẵn sàng trở lại thi đấu đỉnh cao. Ngay sau buổi hội chẩn, Hùng Dũng đã cùng ban huấn luyện bộ phận y tế gặp lãnh đạo câu lạc bộ để báo cáo tình hình. Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo câu lạc bộ động viên tiền vệ Hà Nội tùy vào sức khỏe cống hiến thích hợp cho đội tuyển vì mục tiêu chung của bóng đá Việt Nam. Chuyển sang tin tiếp theo, Hùng Dũng đình trọng đem niềm vui lớn cho thầy Park. Huấn luyện viên Park Hang-seo đón nhận niềm vui lớn khi mà AFF Cup 2020 sắp khởi tranh. Trung vệ đình trọng bình phục chấn thương, thi đấu rất tốt ở trận giao hữu nội bộ, đặc biệt là tiền vệ Hùng Dũng khỏe mạnh hoàn toàn nên được câu lạc bộ Hà Nội đồng ý cho lên tuyển Việt Nam. Trước thời điểm bị chấn thương nặng vào tháng 3 năm nay, cả năm 2019, Hùng Dũng được đá chính trong 5 trận đấu của Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Được đánh giá là một trong những tiền vệ đẳng cấp bậc nhất Đông Nam Á. Vắng mặt ở trạng cuối vòng loại 2 World Cup và 6 trận đá qua của vòng loại 3, Hùng Dũng tích cực điều trị để có thể kịp cống hiến tài năng ở sân chơi khu vực. Chuyên gia Đoàn Minh Sương nhận xét, tại Đông Nam Á cũng có một số tiền vệ công xuất sắc nhưng Hùng Dũng có vẻ toàn diện hơn, kể cả khi so sánh với các cầu thủ Thái Lan. Anh không chỉ là ngòi nổ tấn công với những đường chuyền sáng tạo mà còn là nhân tố đặc biệt quan trọng ở khu vực giữa sân, giúp tuyển Việt Nam có được sự uyển chuyển linh hoạt khi chuyển đổi trạng thái. Khả năng thu hồi bóng tuyệt vời, khả năng hỗ trợ phòng ngự cực tốt, Dũng còn có thể đảm đương được vai trò tiền vệ trụ với sự khôn ngoan sắc sảo của mình. Sự trở lại của Dũng trước hết tạo niềm tin lớn cho huấn luyện viên và khiến các đồng đội vững tâm hơn. Sự có mặt của Dũng nằm ở giá trị tinh thần và đem đến sức mạnh tâm lý cho tuyển Việt Nam khi sắp bước vào thử thách lớn, bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup. Còn nói về chuyên môn, Dũng có lẽ đặc biệt ở chỗ anh thực sự là linh hồn của khu trung tuyến tuyển Việt Nam vì đã cặp với ai cũng hiệu quả, phát huy được tối đa năng lực của chính mình và cho cả đồng đội. Đình Trọng được thầy Park khen sau trận giao hữu. Trong trận giao hữu nội bộ của tuyển Việt Nam tối 26 tháng 11, trung vệ Đình Trọng được bố trí đá ngay từ đầu. Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút mà không hề có dấu hiệu của sự hụt hơi hay tái phát chấn thương. Trọng thi đấu rất tốt trong vai trò trung vệ thòng, vị trí sở trường của anh. Anh tham gia bọc lót hiệu quả, chặn đứng nhiều tình huống tấn công của đối phương. Sau trận, thầy Park rất hài lòng với tinh thần thi đấu có trách nhiệm của cả hai đội và ông dành cho Đình Trọng những lời khen ngợi. Tuyển Việt Nam hiện có 35 cầu thủ và sẽ có 5 cầu thủ bị loại vào ngày 30 tháng 11. Ông Park sẽ mang sang Singapore 30 cầu thủ dự AFF Cup 2020. Tuy nhiên, theo ông Đoàn Minh Sương, tuyển Việt Nam sẽ có cách sử dụng Hùng Dũng một cách có tính toán. Ông Park sẽ dựa vào mức độ hồi phục của anh cũng như khả năng đáp ứng các bài tập nặng để từ đó có những quyết định hợp lý trong việc tung Dũng ra sân ở thời điểm nào, trận đấu nào tại AFF Cup. Tôi nghĩ ông Park sẽ có sự thận trọng nhất định, lộ trình sử dụng Dũng trong thời gian tới phải thỏa mãn được yêu cầu, không để Dũng bị đau, giúp Dũng lấy lại cảm giác thi đấu và phong độ tốt nhất. Có lẽ ông Park sẽ không vội vàng dùng Dũng ngay trận gặp Lào vào ngày 6 tháng 12 đâu, mà có thể nếu trận đấu đó tuyển Việt Nam đạt kết quả thuận lợi ngay trong 70 phút đầu tiên, 20 phút cuối Dũng được bố trí ra sân, Dũng cần trở lại một cách từ từ, không vội vã. Như vậy sẽ tốt hơn cho anh và cho đội tuyển. Hùng Dũng đã có mặt tại Vũng Tàu vào chiều ngày hôm qua 27 tháng 11, có buổi tập đầu tiên vào chiều 28 tháng 11 hôm nay. Chuyển sang tin tiếp theo. Chuyên gia thế giới chỉ thẳng đội vô địch AFF Cup 2021, tuyển Việt Nam mừng thầm. Quý vị và các bạn thân mến, dưới góc nhìn của chuyên gia bóng đá người Úc Joshua Thomas, ông cho rằng Thái Lan đang nắm trong tay nhiều lợi thế để có thể tiến sâu tại AFF Cup 2021. Trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2021 sẽ diễn ra giữa Thái Lan và Timor-Leste vào lúc 16:30 ngày 5 tháng 12. Sau đó tới lượt nước chủ nhà Singapore có trận ra quân gặp đối thủ Myanmar 19:30 cùng ngày. Các trận đấu ở bảng A được tổ chức trên sân vận động quốc gia Singapore, bảng B ở sân vận động Bishan. Ngày 1 tháng 12 tới đây, Việt Nam lên đường sang Singapore để tham dự giải. Trước thêm giải đấu quan trọng nhất khu vực Đông Nam Á, chuyên gia Úc Joshua Thomas đã có những nhận định về tình hình chung của các đội bóng dự AFF Cup.
Theo đó, Joshua Thomas cho rằng Thái Lan đang nắm trong tay nhiều lợi thế để có thể tạo nên một bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Việt Nam. So với các nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia đầu tư bài bản nhất cho bóng đá. Họ có một hướng đi rõ ràng cho nền bóng đá, và cho tới hiện tại, Thái Lan gặt hái được những thành công nhất định về mặt con người. Trong tay huấn luyện viên Manoj Pulking đang là một dàn cầu thủ chất lượng cực cao. Tôi đánh giá Thái Lan là đội có chất lượng đội hình tốt nhất tại AFF Cup 2021. Ấy vậy, thứ họ còn thiếu chính là sự gắn kết của một tập thể mạnh. Huấn luyện viên Manoj Pulking vừa nhậm chức, rõ ràng ông ta không thể biến Thái Lan thay đổi ngay lập tức. Đó chính là thứ mà Thái Lan đang thiếu so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp trước vô địch là Việt Nam. Thái Lan có thể đi sâu ở AFF Cup với một dàn cầu thủ đẳng cấp. Tuy nhiên, đội vô địch sẽ là Việt Nam nếu như hai đội gặp nhau ở chung kết. Chuyên gia nước Úc Joshua Thomas chia sẻ với chúng tôi. Kể từ khi giải đấu vô địch Đông Nam Á đầu tiên được tổ chức vào năm 1996 cho tới nay, Thái Lan luôn là quốc gia thi đấu thành công ở sân chơi này. Với 5 lần đoạt cúp, với các chức vô địch được giành vào các năm 96, 2000, 2002, 2014 và 2016. Đây cũng là đội bóng có số trận đấu nhiều nhất trong lịch sử giải đấu AFF Cup với 70 trận đã tham dự. Nếu coi mỗi trận thắng được tính 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua 0 điểm, hiện tại Vo Chiến đang dẫn đầu khu vực với 145 điểm, giành được sau 70 trận. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng Đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!